Hello, cùng mến chào quý cô chú anh chị và các bạn, tôi là với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ bảy 4 tháng 6 2022, cùng đến đây là 9:40 sáng. Cách đây 4 ngày trước, Cường có quay cho cả nhà xem về cái công trình Metro Bến Thành Suối Tiên. Hôm nay Cường quay trở lại đây để chia sẻ cho cả nhà một lần nữa, để cho cả nhà xem những cái công trình này hiện tại nó có thay đổi và nó khác như thế nào không. Bây giờ cả nhà cùng Cường bắt đầu từ cái con đường Pasteur đến đường Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Lê Lai, đến Trần Hưng Đạo và đường Hàm Nghi và cái công trường Quách Thị Trang. Hôm nay Cường quay trở lại đây để chia sẻ cho cả nhà một lần nữa, để cho cả nhà xem hiện tại cái công trình sẽ thay đổi và nó khác như thế nào nhé. Hiện tại Cường bắt đầu đi trên con đường Pasteur và Cường quay ở cái con đường này, đi xuống với đường Lê Lợi và lên tất cả những cái con đường khác. Bên phần cái góc đường này á, họ đã chặn lại xung quanh cái bên cái vỉa hè cái con đường này để người ta có thể làm ở bên cái vỉa hè bên này.
Hiện tại Cường đang đứng ở trên con đường Lê Lai. Cường sẽ chạy xuống dưới đường Lê Lai và qua bên cái con đường Trần Hưng Đạo. Cách đây 4 ngày Cường có đến cái góc này để Cường quay. Cường thấy là cái hàng rào chắn á, người ta đã chưa có đem vô. Bây giờ người ta rút vô phía trong rồi nha cả nhà. Để cả nhà nhìn thấy không? Người ta đã rút cái hàng rào chắn vô phía bên trong và để chừa lại một khoảng. Đây cả nhà thấy không đó? Hiện tại là xe lưu đang làm cái cán mặt bằng. Hello, Cường chào cả nhà. Cường hiện tại đang đứng ở trên con đường Trần Hưng Đạo. Cường sẽ quay cho cả nhà xem về cái công trình ở phía bên cái con đường Trần Hưng Đạo này. Nó bắt đầu ghi hình cho cả nhà xem từ cái công trình ở ngay cái góc Trần Hưng Đạo này. Và Cường sẽ tụt xuống dưới cái phần đường Hàm Nghi và công trường Quách Thị Trang. Đây Cường sẽ bắt đầu quay dọc theo cái con đường này và những công trình Metro Bến Xe Suối Tiên ở bên cái góc này cho cả nhà xem nhé. Cả nhà có thấy trước mặt mọi người đó là cái gì không? Đó là cửa lấy sáng ga Bến Thành đó. Cường chuẩn bị qua bên kia đường để Cường chia sẻ cho cả nhà xem về cái công trình Metro Bến Thành Suối Tiên ở phía mịt đường Hàm Nghi. Ở bên phía cái công trình này á, người ta đã tráng thảm nhựa rồi nha cả nhà, rất là đẹp.
trên màn hình đó là cái công ty đường sắt Sài Gòn. Đây là cốc đường Hàm Nghi và công trường Quách Thị Trang trước cái công ty đường sắt Sài Gòn. Phương thấy cái công trình Metro Bến Thành Suối Tiên ở trước cái công ty đường sắt Sài Gòn á, hiện tại coi như tạm ổn nha cả nhà. Chỉ còn là trải thảm nhựa là coi như xong rồi nha cả nhà. Phường thấy như tạm ổn và cũng hoàn tất rồi nha cả nhà. Cả nhà mình có nhìn thấy cái công ty đường sắt Sài Gòn không? Hiện tại người ta đang trùng tu cái mặt tiền và phía bên hông cái công ty đường sắt Sài Gòn này nè. Phường sẽ quay cho cả nhà xem. Cả nhà có nhìn thấy không? Ở cái công ty đường sắt Sài Gòn người ta đang trùng tu cái ngôi nhà này ở cả nhà đây. Đây là tổng công ty đường sắt Việt Nam và là công ty đường sắt Sài Gòn.
Cường xin tạm dừng video tại đây, hẹn cả nhà video mới tiếp theo. Hôm nay là ngày cuối tuần thứ 7, Cường mến chúc cả nhà an lành và thật hạnh phúc bên gia đình. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.